Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Hôm nay học tiếp về cuộc đời Đức Phật. Đang cái sự kiện mà liên quan đến Đức Phật thì có những cái sự kiện đầu tiên, đó là Đức Phật đản sinh. Đức Phật đản sinh thì từ cái cõi trời đâu xuân, và Đức Phật đã đản sinh xuống cõi trần gian từ cái gốc cây Bồ Đề vào năm 624 trước công nguyên tại thành Kalinabe thuộc đông bắc Ấn Độ. Có vua cha, người cha là vua Tịnh Phạn và mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Đây là sự kiện Đức Phật ra đời. Sau đó Đức Phật đã đi xuất gia. Sự kiện quan trọng thứ hai liên quan đến Phật giáo, đó là sự đi xuất gia của Đức Phật. Cái nguyên nhân khiến cho một vị hoàng thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ lại tất cả cái sự nghiệp đế vương để đi xuất gia trở thành một vị ẩn sĩ, đó là khi mà thấy bốn cái cảnh tượng, đó là nhìn thấy một người già, nhìn thấy một người bệnh, nhìn thấy một người chết và ngài nhìn thấy một người xuất gia tu hành. Bốn cái cảnh tượng này đã thôi thúc ngài từ bỏ cái đời sống thế tục và trở thành một người xuất gia tu đạo. Và khi sau khi xuất gia rồi thì Đức Phật đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh, và cuối cùng ngài giác ngộ ra con đường trung đạo, đó là tu khổ hạnh không đắc đạo, hưởng thụ dục lạc không thể đắc đạo, chỉ có con đường trung đạo, đó là vừa phải, nhưng không có quá khổ hạnh, cũng không có quá là sống phóng túng thì mới có thể đi đến chứng ngộ đạo quả được. Và chính Đức Phật đã thực hành cái con đường đấy, đó là cần phải có sức khỏe, cần phải ăn, cần phải ngủ, cần phải nghỉ ngơi và thực hành vừa phải, vừa theo cái sức lực của mình. Sau đó thì Đức Phật, cái sự kiện quan trọng thứ ba đó là thành đạt. Đó là cái sự thành đạt, đó là sau khi mà ngài tu tập thì ác ma đã đến cuối phàm, nhưng bằng những cái pháp ba la mật đã bảo vệ một vị Bồ Tát tu tập và ngài đã trở thành một vị Phật khi mà chứng đắc được tam minh ngũ thông. Ngài đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Khi trở thành một vị Phật rồi thì lúc đấy Đức Phật sẽ có một cái phận sự, đó là chuyển pháp luôn. Đức Phật sẽ có một cái phận sự, đó là phải chuyển, phải đi giáo hóa chúng sinh, chuyển pháp luôn. Nhưng mà để cho cái việc chuyển pháp luôn này nó được thuận, nó được thuận theo cái tự nhiên, nó là tức là có cái người thỉnh cầu, và lúc đấy sẽ một vị Phật sẽ đi giảng pháp thì nó phù hợp hơn. Như là bây giờ người tự động mình đi mình cầu xin để giảng dạy Phật pháp cho người khác thì những cái người học đạo người ta sẽ kiêu mạn, người ta bảo ông muốn đến đây để ông muốn khoe tài. Cho nên là người ta sẽ ương bướng và khó dạy. Nhưng mà nếu như có một cái hội chúng nào đấy có cái tâm là cầu thỉnh ngài đến đây để thuyết pháp cho chúng con, thì cái vị đấy sẽ đi giảng pháp một cách nó tự nhiên hơn, nó thoải mái hơn, cái tư tưởng nó không bị ức chế. Và đây cũng là một cái lý do mà khi mà thành đạt, Đức Phật không có đi thuyết pháp ngay, mà lúc đấy sẽ có một chúng sinh đại diện cho tất cả chúng sinh ở trong tam giới đến để thỉnh Đức Phật chuyển pháp luôn. Và lúc đấy một vị Phật mới đi ra hoa, mới đi thuyết pháp, mới đi hóa độ chúng sinh. Và có cái chương thứ năm này gọi là chương thỉnh Phật chuyển pháp luôn. Nên mình đi tìm hiểu cái nội dung của cái bài kinh này.
Khi mà Đức Phật thành đạt sau 49 ngày, tức là có 7 tuần, mỗi một tuần Đức Phật phải tới một cái gốc cây khác nhau để an trú ở trong các cái thiền quả giải thoát. Nhưng mà khi Đức Phật đang ở dưới gốc cây Rajasatthana, đấy là trải qua 49 ngày đêm là không có ăn uống gì. Sau khi mà từ lúc thành đạt trải qua 7 tuần lễ thì chưa có dùng một cái vật thực gì hết. Thì lúc đấy ngài đang ngồi dưới gốc cây thì có hai thương nhân Ta Pa Su và Panika, tức hai cái vị thương nhân này từ ở Miến Điện trên đường đi về quê mà ngang qua chỗ Phật. Thì lúc đấy có một vị thiên nhân nhắc bảo rằng là có một vị Phật chánh đẳng giác đang ra đời, đã ra đời, và là một bữa ăn sau 49 ngày, trải qua 49 ngày ngài chưa có thọ thực, chưa có ăn uống gì. Nếu bây giờ mà đi ăn với hai vị mà mang dâng cúng ngài một cái món thức ăn thì lại một bữa ăn thì sẽ được cái công đức vô lượng. Và hai cái vị thương nhân này rất là hoan hỷ và đã đem những cái thức ăn, những cái lương thực, ăn đường, những cái thức bánh và nước ngọt để dùng để cái thực phẩm đi đường đến để dâng cúng cho Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật và ngài thọ nhận, và trước khi ngài thọ nhận ngài suy nghĩ là một vị Phật khi mà thọ nhận vật thực thì phải có cái bình bát thì nó mới trang nghiêm. Nhưng bây giờ dùng những cái vật thực mà không có một cái bình bát thì nó không có trang nghiêm. Thì lúc đấy có bốn vị vua trời, vua Tứ Đại Thiên Vương có cái tha tâm thông và biết được cái suy nghĩ của Phật là đang muốn có cái bình bát, thì bốn vị mang đến bốn cái bình bát và Đức Phật dùng cái thần thông hóa lại thành một cái và dùng để chứa những cái vật thực đấy. Hai vị chúng ta đó cũng giảm và Đức Phật thọ thực xong thì hai cái vị này xin quy Phật, quy đạo pháp. Và xin khi mà ra về thì hai vị này xin mấy sợi tóc về để tôn thờ. Hai vị này: bạch Đức Thế Tôn, xin hãy cho chúng con một cái vật gì đó để làm cái niềm tin, để chúng con mang về để luôn luôn được tưởng nhớ đến ngài. Thì Đức Phật đưa tay lên trên đầu và lấy ra 8 sợi tóc. Thì 8 cái sợi tóc này nó trở thành tóc xá lợi. Và hai cái vị này đưa cái 8 cái sợi tóc này về xây những cái nào khác ở bên nước Miên, mang những cái nước Miên Điện. Thì bây giờ những sợi tóc này vẫn còn được thờ trong một cái bảo tháp gọi là tháp Sê Đa Gông. Cái tháp này là cái tháp lớn nhất của Miến Điện, được người ta cái tháp này gọi là tháp vàng. Tháp vàng mà sau này khi cái danh tiếng của Đức Phật nổi lên khắp mọi nơi, và lúc đấy các cái vị vua mà cai trị ở cái đất nước Miên Na, người ta nghe được cái danh tiếng của Đức Phật và người ta lại biết được là có những cái sợi tóc bằng xá lợi của Đức Phật đang được tôn thờ trong đất nước, nên là họ đã bỏ tiền bỏ vàng ra để xây những bảo tháp và tôn thờ. Và bây giờ cái bảo tháp này vẫn là cái bảo tháp lớn nhất của Miến Điện, và cái trong cái bảo tháp này được người ta trồng tới hàng trăm tấn vàng để người ta chắc xây dựng cái bảo tháp này. Và bây giờ nó là một cái nơi du lịch tâm linh linh thiêng nhất của cái thủ đô Hà Nội, nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Hai vị thương nhân đã cúng dâng một bữa ăn trở thành đệ tử đầu tiên đã Đức Phật ban cho hai sợi tóc và hai vị trở về xây phật tháp thờ. Và sau ngày thành đạt, lúc còn ngự ở dưới gốc cây Asapana bên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Thế Tôn đã bỗng nhiên suy nghĩ: ta có nên tìm đến nương tựa tôn kính lễ bái một vị Sa Môn và Lâm Môn nàng để hầu mong được tăng trưởng thêm giới đức và thiền định và trí tuệ chắc. Và lúc khi mà đã thành đạo rồi thì lúc đấy một vị Phật ngài quan sát rằng trong thế gian này còn có ai có trí tuệ hơn ta không, còn có ai có đức hạnh lớn hơn ta không. Nếu như trong thế gian này, dù là ở cõi người hay là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, trong tất cả các cái cõi này, nếu như có một cái chúng sinh nào có được một cái trí tuệ lớn hơn, có cái đức hạnh lớn hơn, thì ta sẽ đến đảnh lễ cái chúng sinh đấy làm thầy. Và ngài đã quan sát tất cả trong tất cả các cõi, trong tất cả thế giới, từ thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, giữa những chúng sinh như Sa Môn và Na Môn, chư thiên và nhân loại, thì không có ai có thể có được cái
giới đức và có được cái thiền định và có được cái trí tuệ, có được cái sự giải thoát cao lớn hơn. Đức Phật đã quan sát không còn ai có thể có được những cái năng lực về thiền định, năng lực về trí tuệ, năng lực về sự giải thoát và năng lực về giới đức có thể bằng một vị Phật được. Cho nên lúc đấy Ngài mới quyết định ta sẽ nương tựa vào chính cái giáo pháp của ta. Bởi vì mình muốn nương tựa một cái vị nào đấy, tôn một vị nào đấy làm thầy, thì cái vị đó phải hơn, phải cao thượng hơn mình, phải cao thượng hơn mình về đạo hạnh, về trí tuệ, thì người đó mới xứng đáng trở thành thầy. Nhưng mà trong khắp thế gian này không ai có thể có được cái trí tuệ và đức hạnh lớn hơn, thì lúc đấy mình phải tự nương tựa vào cái pháp của chính mình. Và lúc đấy là mình có rất hay là ta tôn trọng và sùng bái giáo pháp của ta với chúng mục. Lúc ấy Phạm Thiên Sambati, tức là một cái vị thiên hiểu được ý nghĩa Phật, cho nên cái vị Phạm Thiên đã nói rằng: quả thật như vậy bạch Thế Tôn, những bậc Thế Tôn trong quá khứ đều tôn trọng sùng bái giáo pháp này, những bậc Thế Tôn trong tương lai cũng sùng bái tôn trọng giáo pháp này. Xin Đức Thế Tôn hãy sùng bái tôn kính cái giáo pháp của Ngài. Tức là Ngài nương tựa vào chính cái giáo pháp. Giáo pháp tức là cái pháp thiền, thiền hiện thế, thiền siêu thế. Ngài an trú ở trong cái pháp thiền quả giải thoát đấy. Ngài nương tựa vào đấy, Ngài cảm thấy có sự an ổn, an lạc ở đấy. Và trong những cái pháp chân thật cao siêu vi diệu, thế là nương tựa vào chính cái giáo pháp này. Và lúc này Ngài mới quan sát đến cái sự giáo hóa chúng sinh. Trong 7 tuần đấy, có một lần Ngài đã khởi lên suy nghĩ giáo pháp mà như này chứng ngộ quả thật thâm sâu, huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vãng lạc cao siêu, nằm không nằm trong cái phạm vi lý luận, tế nhi chỉ có bậc trí mới hiểu được. Cái giáo pháp của Đức Phật chứng ngộ thì cái pháp này là pháp rất là thâm sâu, rất là cao siêu, nó vượt khỏi cái suy luận của mình, của cái người thế gian. Cái giáo pháp này dù mình có tưởng tượng không tưởng tượng được, dù mình có suy luận không suy luận được, mà mình phải một cái người nào đó cần phải có cái sự chứng đắc về thiền và dùng cái chính cái trí tuệ đó để mà quán chiếu thì mới hiểu được cái giáo pháp. Giáo pháp đó là cái pháp chân đế. Đức Phật bây giờ nói là thân này là thân năm uẩn, nhưng mà để thấy được từng cái uẩn một ở trong thân này thì phải có cái sự chứng đắc về có một cái định lực thật thâm sâu, có cái ánh sáng trí tuệ thật thâm sâu mới quán chiếu được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tất cả những cái pháp thâm sâu khác, những cái pháp về duyên khởi nó còn thâm sâu hơn rất nhiều. Còn khi mà quan sát cái tâm tánh của chúng sinh thì Ngài thấy chúng sinh làm rất là nặng về cái tâm luyến ái, luyến ái đối với dục lực, đối với cái ngũ dục để trần gian, tức là luyến ái với những cái cảnh trần sắc thanh hương vị xúc, năm cái cảnh trần. Cho nên rằng là cái tâm tánh nó rất là yếu ớt, cái tâm tánh của chúng sinh rất là lông cao, nó bị che lấp, cái trí tuệ nó bị che lấp, nên rất khó mà có thể lãnh hội được cái giáo pháp duyên khởi thâm sâu và trạng thái niết bàn cao thượng. Nếu như ai thuyết giảng giáo pháp mà kẻ khác không hiểu được thì thật là phí công vô ích. Đức Phật đã từng nói như thế. Nếu mình cái giáo pháp này được thuyết giảng không phải ai cũng hiểu được, không hiểu được thì cái sự giảng dạy nào phổ công. Lúc ấy Phạm Thiên Sambati biết được tư tưởng ấy của Đức Thế Tôn, nhìn đến thì Đức Thế Tôn giảng pháp, và Phạm Thiên Sambati thỉnh hằng kính bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy giáo pháp. Có những chúng sinh bị ít nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không được nghe giáo pháp họ sẽ phải trầm luôn xa luận, nhưng cũng có những người sẽ chứng ngộ được chân lý. Nên là Phạm Thiên Sambati vì cái lòng thương tưởng chúng sinh và đã thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp. Trong thế gian này những cái người mà có phiền não mặc dù rất nhiều, những cái người bị nặng về phiền não rất là nhiều, tà kiến rất là nhiều, nhưng mà vẫn có những người có cái căn cơ, có những người người ta có cái nhân duyên, có những cái người người ta có trí tuệ, người ta sẽ giác ngộ được giáo pháp. Nếu như họ có cơ hội được nghe giáo pháp họ sẽ chứng ngộ được chân lý. Cho nên cầu xin Đức Thế Tôn truyền giáo pháp.
Và lúc đấy Đức Phật dùng thiên nhãn quan sát thế gian, thấy chúng sinh kẻ ít người nhiều đều bị nhiễm bụi trần. Kẻ ít người nhiều đều nhiễm bụi trần, tức là người thì có cái phiền não lớn, người thì có phiền não nhỏ, người thì có những cái phiền não rất là sâu nặng, nhưng mà cũng có người cái phiền não rất là nhẹ nhàng. Cho nên cũng có người trí, người ngu, kẻ hiền, người ác, có chúng sinh dễ dàng, có chúng sinh khó dàng. Giống như những bông sen mọc ở trong bùn, có những bông ở trong bùn, có những bông ra khỏi bùn, có những bông còn ở trong nước, đã ra khỏi bùn nhưng còn trong nước, và có bông đã ra khỏi mặt nước. Thì chúng sinh cũng thế. Chúng sinh thì có những cái người có trí tuệ rất là nhạy bén, rất là dễ giáo hoa, thì giống như những bông hoa đã ra khỏi nước. Có những chúng sinh có trí tuệ trung bình, trí tuệ trung bình thì có thể hiểu được một phần của giáo pháp, thì giống như bông hoa đã ra khỏi bụi nhưng còn ở trong nước. Có những chúng sinh thì trí tuệ yếu kém hạn điểm, những cái chúng sinh đấy dù có nghe pháp cũng như mù, không có thể thực hành được giáo pháp. Đấy là những chúng sinh nặng về tà kiến, có quá nhiều cái phiền não, thì cũng giống như các cái bông hoa như vậy. Đây là tượng trưng cho những bông hoa đã ra khỏi, có những bông hoa đã còn ở trong nước, có những bông sen còn ở trong bùn. Thì đây là vị Phạm Thiên Samati đang ngồi trên hư không và thỉnh Đức Phật hãy thuyết pháp. Liên tưởng đến chúng sinh cũng giống như những bông hoa sen, và Đức Phật đã quyết định chuyển bánh xe pháp. Đức Phật đã quyết định chuyển pháp luôn để giảng giải giáo pháp ở trên trần gian. Và lúc đấy Ngài mới tuyên bố rằng cánh cửa bất tử đã mở rộng cho chúng sinh, hãy để cho những ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Tức là cái giáo pháp của Đức Phật hướng đến sự bất tử, cho nên gọi là cánh cửa bất tử đã mở ra cho chúng sinh. Những ai muốn nghe giáo pháp này hãy đặt trọn niềm tin tưởng. Những ai đặt trọn được cái niềm tin tưởng vào cái giáo pháp này, thực hành giáo pháp này sẽ đạt đến sự bất tử. Bất tử ở đây có nghĩa là không phải là mình sống mãi cái cõi đời này mình không chết, mà là bất tử có nghĩa là mình sẽ đạt đến trạng thái niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Tức là chúng sinh mà còn sinh ra thì còn phải chết đi, mà còn sinh thì còn tử. Khi nào không phải sinh ra nữa thì sẽ chấm dứt cái tử, cái trạng thái đi đến niết bàn bất tử, là cái pháp bất tử. Và lúc đấy Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, và giáo pháp có 6 cái ý nghĩa, có 6 cái ân đức. Pháp được Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo, hoàn hảo thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, người có trí sẽ chứng ngộ. Đây là cái hoàn hảo của giáo pháp. Giáo pháp được Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa, hoàn hảo ở đoạn cuối. Tức là đoạn đầu cũng có nghĩa, có văn, phạm hạnh thanh tịnh hoàn thành, tức là tròn đầy và viên mãn. Ở đoạn giữa cũng có nghĩa, có văn, có phạm hạnh thanh tịnh hoàn hảo viên mãn. Ở đoạn cuối kết thúc cũng thế. Khi mà giảng dạy về pháp hành, sự thực hành về giới là hoàn hảo. Người nào mà thực hành về giới, người đấy sẽ có được một cái đức hạnh hoàn hảo. Cái giới là dạy về cái đạo đức, mà không có một cái nền giáo dục nào về đạo đức ở thế gian bằng cái sự thực hành tứ giới, năm giới, tám giới. Cái giới nó là cao thượng, cái sự thực hành về thiền định, không có một cái sự giáo dục nào ở thế gian làm cho con người ta có những cái tâm thánh thiện như một cái người có thể thực hành được thiền định. Đấy là cái sự hoàn hảo ở đoạn giữa là thực hành về thiền định, hoàn hảo ở đoạn cuối đó là thực hành về thiền tuệ. Không có một cái pháp nào ở thế gian có thể có được cái trí tuệ cao siêu như trong cái pháp về thực hành về thiền tuệ. Một người có thiền tuệ, người ta có thể thấu suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, thấy được nhiều đời kiếp kiếp, thấy được chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia. Người ta có thể tự tại, an nhiên, giải thoát, không có phiền não, không có khổ đau. Thì đấy là cái sự hoàn hảo về trí tuệ, về giới là hoàn hảo ở đoạn đầu, thực hành thiền định là hoàn hảo ở đoạn giữa, thực hành thiền quán là hoàn hảo ở đoạn cuối. Hay là thiết thực hiện tại cái giáo pháp này, nó rất là thiết thực ngay trong cái cuộc sống hiện tại này, chứ không phải là mình hứa hẹn một cái điều viển vông xa vời ở tương lai. Tức là cái người nào mà có cái sự thực hành về giới
ngay cái ngày, một ngày mình giữ giới, một ngày mình được an lạc. À, một đời mình giữ giới thì một đời an lạc. Khi mà giữ giới mình không có tạo ác nghiệp thì sẽ không có những cái ác nghiệp nào nó làm cho mình phải khổ đau. Khi một người thực hành thiền định, để một ngày mình thực hành thiền định, mình sẽ được cái sự an vui tự tại. Khi nào mà nó có định thì nó có hỷ có lạc, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự an lạc của thiền định. Một đời thực hành thiền định, một đời mình có được cái pháp hỷ lạc của thiền định. Khi nào mình thực hành về trí tuệ thì một ngày mình thực hành thì mình sẽ có được cái chi kiến cao thượng, không có những phiền não quấy rầy. Một đời mình thực hành thì một đời mình tự tại, không có những cái phiền não quấy rầy. Đấy là nó thiết thực ngay trong hiện tại, không có thời gian, cái khoảng cách, không có cái khoảng cách thời gian. Cứ lúc nào mình hướng tâm đến sự thực hành, mình ngay lúc đấy mình có được cái sự an nhiên tự tại. Đến để mà thấy, tức là cái pháp này là cái pháp không phải suy luận, không phải là đến để suy luận, không phải là đến để mà bàn luận, mà là đến để mà thực hành mà chứng ngộ, thực hành mà chứng nghiệm. Thấy có nghĩa là chứng ngộ. Ví dụ Đức Phật nói rằng là người tu tập đạt đến sự chứng ngộ niết bàn. Thế bây giờ mình cứ đem cái khái niệm niết bàn ra bàn luận, niết bàn là thế này, niết bàn là thế kia, thì cái sự bàn luận đấy là tưởng tượng, cái sự bàn luận đấy là suy luận viển vông, và Đức Phật không tán thán cái sự bàn luận đấy. Và Đức Phật hãy nói dừng lại cái bàn luận, hãy thực hành để mà thấy, để mà chứng ngộ, chứng đạt cái niết bàn nó đi. Đấy là pháp này đến để mà thấy, không chú trọng ở cái sự suy luận viển vông. Có khả năng hướng thượng, tức là cái pháp này sẽ hướng cho mình đạt đến từ cái sự thấp kém đạt đến sự cao thượng. Ví dụ một người không được nghe giảng về Phật pháp, cái người đấy sẽ có những cái hiểu biết rất là sai lầm, có những cái mê tín, có những cái tà kiến. Thì giữa một cái người có hiểu biết đúng với chánh pháp với một cái người mà hiểu biết sai ở thế gian thì hai người đó khác nhau. Khác nhau ở cái sự là có cái người hiểu biết đúng, người ta sẽ có cái trí cao thượng hơn, còn cái người hiểu biết sai người ta sẽ hạ liệt hơn. Người ta suốt ngày người ta van vái lễ lạy cầu xin một cách rất là mê muội. Thì cái người mà được nghe pháp người ta sẽ cao thượng hơn. Đây là cái khả năng hướng thượng của giáo pháp. Rồi đến cái sự thực hành pháp, một cái người có thực hành giữ giới, có giữ năm giới với một người không giữ giới thì hai cái người này sẽ khác nhau. Người có giữ giới thì người ta biết giữ gìn, người ta biết tránh những cái điều lỗi lầm, người ta không có phạm vào cái giới sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn một người người ta không biết giữ giới, người ta sát sinh, người ta nghĩ đó là chuyện thường, người ta trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và người ta coi là chuyện thường. Thì hai cái người này thì nó sẽ có sự khác nhau. Vậy thì cái người nào có cái sự giữ gìn này sẽ cao thượng hơn, còn cái người mà không giữ gìn, sống buông thả thì cái người đấy sẽ hạ liệt hơn, thấp kém hơn. Cái người đấy có cái đức hạnh yếu ớt hơn, người đấy sẽ làm những cái việc tồi tệ hơn nhiều. Và cái pháp nó hướng thượng là như thế. Còn giữa một cái người thực hành thiền định và người không thực hành thiền định nó sẽ khác nhau. Một người có thực hành thiền định thì cái tâm nó sẽ có định lực, có cái sự thu thúc, có cái sự tỉnh giác, có cái sự an nhiên, không có những cái phiền não, không bị dao động bởi những cái cảnh vui buồn thế gian. Nên khi mình thực hành thiền một thời gian nó có định lực rồi, mình sẽ thay đổi hoàn toàn, thay đổi hết cả về thân, cả về tâm, cả về suy nghĩ, cả về nhận thức. Nó thay đổi cái thiền định, nó sẽ làm cho mình hướng thượng rất là nhanh. Nên thực hành một thời gian mình sẽ thay đổi hoàn toàn tất cả những cái thói quen, những cái tập khí, những cái tính nết nóng nảy, những cái tính ham chơi, những cái tính lười biếng, những cái tính ham ăn, ham ngủ, ham vui trần tục, nó sẽ tự động hết. Và cái pháp này nó tự động nó đưa một cái người thực hành pháp trở nên cao thượng, trở nên trưởng thành hơn, trở nên có trí tuệ hơn, trở nên có nghị lực hơn. Thì cái pháp nó hướng thượng như vậy. Còn cái người mà không biết thực hành thiền định thì người ta sống và người ta không làm chủ được cái tâm thức, người ta không có tự tại được. Người ta gặp cái chuyện hấp dẫn là người ta bị cuốn hút theo cái chuyện hấp dẫn, người ta gặp cái chuyện buồn phiền người ta bị cuốn hút theo cái chuyện buồn phiền. Cái cảnh ở bên ngoài nó động là cái tâm nó bị động, cái cảnh ở bên ngoài nó xấu là nó sẽ làm cho cái tâm bị xấu.
Cho nên là cái người đấy luôn luôn bị giam ngập với cảnh trần, hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn, hơi một tí là than vãn, hơi một tí là khổ não. Đấy là cái người mà không có cái sự tu tập về tâm. Vậy thì cái pháp nó có hòa hàn nam hướng thượng là vậy, là người thực hành pháp là một người dần dần sẽ cao thượng hơn, sẽ phát triển về cái tâm linh, sẽ tự tại hơn, an nhiên hơn. Một người có trí tuệ, một người mà thực hành đến cái giai đoạn chuyển sang hành thiền quán, khi nào mà hành xong thiền định rồi mà đến hành thiền tuệ thì cái người đấy nó sẽ thay đổi hoàn toàn, nó sẽ cái nhận thức của người đó nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ trong khi thực hành thiền quán, vì đó sẽ quán phân biệt được từng cái trạng thái của tâm, và vì đó phân tích được từng cái trạng thái của tâm, do mình tác ý như thế này nó khởi lên tâm thiện, do mình tác ý như thế kia nó khởi lên tâm bất thiện, tâm tham là nó nguyên nhân này nó khởi lên, cái tâm sân này là do cái nguyên nhân này nó khởi lên, cái tâm tật đố, tâm sân lận, tâm ngã mạn thì nó do những cái nguyên nhân này nó khởi lên. Vì đó tìm ra được nhân của tất cả các cái trạng thái tâm, vì đấy sẽ trở thành một cái nhà tâm lý, một cái nhà tâm lý mà rất là sâu sắc hơn tất cả những cái hệ thống tâm lý ở thế gian, vì nó hiểu rõ về tâm tính của mình và của tất cả những chúng sinh khác. Rồi vì đó quán chiếu được những cái nhân nó sinh ra các cái tâm thiện, tâm bất thiện, đó là cái pháp duyên khởi. Vì đó quán chiếu thấy được cái sự vô thường của cái tâm, vô thường của cái thân, cái sự khổ, cái sự vô ngã. Rồi là vị đấy có thể quán chiếu được cái nghiệp và quả của nghiệp. Vị đó quán chiếu được cái tâm này nó đi với cái hành động này nó tạo ra nghiệp thiện, cái tâm này nó đi với cái hành động kia nó tạo ra nghiệp bất thiện. Cái nghiệp thiện thì nó để lại cái quả báo an vui, cái nghiệp bất thiện nó để lại quả báo khổ đau. Vị đó có thể dẫn tâm, quán tâm, mình có thể quán được những cái nghiệp của chính mình có thể quán được những cái đời kiếp quá khứ của mình đã từng tạo cái nghiệp gì mà nó sinh ra cái đời này, để mình cái vị đó có thể quán được cái, những cái nghiệp mình đang tạo ở trong hiện tại này, trong tương lai mình sẽ sinh về cái đời, về cái cõi nào, vì nó có thể quán được những chúng sinh chết rồi sẽ tái sinh về cái cõi nào. Như bây giờ mình có người thân mất đi, mình không biết người đó chết thì đi về đâu hết, và mình sinh ra rất là nhiều cái tư tưởng, có người thì nói là chết rồi thì hết, có người nói là chết rồi thì có một cái cõi âm phục mà sống ở đấy, có người nói là chết rồi thì lên thiên đàng, có người nói là chết rồi xuống địa ngục, và nó rất nhiều cái thuyết khác nhau. Nhưng mà những người đó vẫn là những người không có trí tuệ, cho nên người ta chỉ đoán mò mông lung như vậy. Nhưng mà một cái người mà có thực hành thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ, người ta sẽ dùng cái trí tuệ của mình và người ta có thể thấy được, người ta có thể hướng vào cái nội tâm của những cái chúng sinh, người ta biết được cái người này chết rồi cái tâm thức nó đi đâu, do người ta quán chiếu được tâm, người ta phân tích được tâm, cho nên là người ta bám sát được và còn cái nội tâm của người ta, người ta biết được người ta chết đi về đâu thì người ta sẽ thay đổi, người ta cái người đấy người ta sẽ có một cái trí nó khác hẳn, cái nhận thức nó khác, cái hiểu biết nó khác, cái quan niệm nó khác, và người ta hiểu đúng sự thật. Thì cái đấy là cái trí tuệ của cái người mà thực hành các cái pháp thiền, đấy là cái sự hướng thượng, đấy là cái sự cao thượng, cao thượng hơn những cái người mà không có sự thực hành pháp là có khả năng hướng thượng là như thế. Nhưng pháp này không dành cho những cái người không có trí, cái pháp này là phải dành cho những người có trí mới chứng ngộ được. Người phải có trí, tức là phải là một cái người rèn luyện rất là lâu dài, phải siêng năng, phải rèn luyện thì mới có thể phát triển được trí đấy. Tức là người muốn đạt được thiền định thì phải có cái đời sống về giữ giới thanh tịnh thì đạt được thiền định, có đạt được thiền định thâm sâu thì mới phát triển được trí tuệ. Tức là cái trí này muốn nói là cái trí này nó chỉ có ở những cái người đã đạt được thiền định. Thiền định có định thì mới có tuệ. Vậy cái người nào mà không đạt được thiền định, người đó không có được cái trí, không có được cái trí thì mình không thấy được những cái pháp chân thật, những cái pháp thâm sâu và cao siêu. Đây là cái giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm.
Mãn tuần thứ bảy sau khi thành đạo. Thank you.
nên là hắn có hỏi: ở trên có trời có trái cây không? Có một vị thiên đã đến dâng cho Đức Phật một trái đào mật. Thì Đức Thế Tôn hãy dùng cái trái đào mật này. Và Thích Ca, trái đào mật đấy nó được trồng ở cõi trời. Trên trời nó có trái cây. Các vị chư thiên người ta chỉ ăn trái cây, người ta không có ăn những cái vật thực như là thịt cá. Chư thiên người ta chỉ ăn chay. Đến chùa ăn chay cũng giống như chư thiên. Đức Phật có đệ tử đại gia và xuất gia. Vậy thì cái đệ tử nào có trước? Khi mà Đức Phật Đức Phật lúc ấy mới thành đạt sau 49 ngày, thì lúc đấy Đức Phật đã có những người đệ tử nào đến xin xuất gia chưa? Chưa có. Mà có cái người đệ tử mà xin đến làm đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai? Là hai cái người thương gia. Mà hai người thương gia là người xuất gia hay người đại gia? Vậy thì đệ tử đại gia là có trước này. Hai cái người thương gia đấy là những cái người đệ, hai cái người đấy là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Hai cái người đệ tử này đến xin quy Phật, quy pháp. Hai cái người đệ tử này có quy Phật, quy pháp, quy tăng không? Họ lúc ấy họ có xin là: con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng không? Chỉ quy Phật và quy pháp. Tại vì lúc đấy là chưa có chức tăng, thì người ta chỉ có nhị quy, quy Phật, quy tăng. Mà lúc ấy là chưa có quy tăng, bởi vì chưa có chức tăng. Nên lúc đấy hai cái người này không có cái nghi thức là quy tăng, chỉ có quy Phật và quy pháp. Cho nên là có nhiều nơi không có chư tăng ấy, những người Phật tử tại gia để mình phải quy theo Phật và quy theo giáo pháp. Nơi nào mà có chư tăng thì mình có thể quy được chư tăng. Hai, những sợi tóc mà hai vị thương gia xin Phật bây giờ nó đang ở đâu? Hai cái sợi tóc đấy bây giờ vẫn còn đang được lưu giữ ở tại cái ngôi bảo tháp vàng Seragom, cái tháp lớn nhất của người Miến Điện. Và cái người Miến người ta rất là tự hào vì người ta có những cái ngọn tháp, người ta là những cái người xây tháp sớm nhất thế giới. Lúc ấy trên thế gian chưa có ai xây bảo tháp hết, mà cái người Miến Điện người ta đã biết xây tháp thì thờ cái sát lợi của Phật. Cái ngôi tháp đấy đến bây giờ là ngôi tháp lớn nhất của Miến Điện. Ai sang du lịch Miến Điện cũng được đến chiêm bái cái ngôi tháp đấy. Trong khắp các cõi chư thiên và nhân loại này, có ai có trí tuệ ngang bằng với Đức Phật được không? Trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ chánh đẳng giác. Không có một cái gì mà Ngài không thấy, không có gì Ngài không biết. Và cái trí tuệ đấy thì tất cả các cõi, không những có người này mà cõi, tất cả các cõi chư thiên, phạm thiên, không có ai có thể có trí tuệ ngang bằng với Đức Phật được. Chúng sinh thì nương tựa vào Phật, vậy Đức Phật nương tựa vào ai? Khi mà chúng sinh xin quay quy y Phật, con xin nương tựa Phật. Quy y có nghĩa là nương tựa. Người nói theo cái chữ quy y là nói theo cái tiếng của Hán, người ta dịch, người Tàu người ta dịch là quy y. Đấy là cái nghĩa của Hán Việt. Còn nếu mà dịch thuần theo cái nghĩa Việt ấy, con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Tăng. Mà khi mà Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật vẫn ta vẫn phải tìm một cái vị nào đó để nương tựa. Nhưng Đức Phật không tìm thấy một cái vị nào để nương tựa, vậy lúc đấy Đức Phật nương tựa vào ai? Đức Phật nương tựa vào ai?
Đức Phật nương tựa vào pháp. Lúc đấy thì Phật ta sẽ nương tựa vào chính cái giáo pháp này, nương tựa vào chính cái giáo pháp giải thoát này. Nên là bây giờ một cái người mà mình học Phật pháp ấy, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật, lúc ấy có các đệ tử đến và hỏi rằng cái Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì chúng con biết nương tựa vào ai đây? Thì lúc đấy Đức Phật bảo là các ông hãy nương tựa vào pháp, hãy lấy pháp làm thầy, hãy nương tựa vào giáo pháp. Mà pháp là gì? Mà chính là những cái pháp học và pháp hành. Ví dụ một người giữ giới là người đang nương tựa vào pháp ấy. Người mà hành thiền là người đang nương tựa vào pháp ấy. Thiền chỉ thiền quán, vậy là mình đang nương tựa vào pháp, mình có cái sự học để hiểu và thực hành để chứng ngộ, đấy là sự nương tựa vào pháp là vậy. Vậy thì mình là cái người bắt đầu tập tu thì mình nương tựa vào pháp học là mình học các cái bài kinh, mình nương tựa vào pháp hành là mình hành giữ giới, hành thiền chỉ, hành thiền quán, đấy là nương tựa pháp. Còn Đức Phật thì đã tu xong rồi, ngài đắc đạo, ngài thành Phật rồi, mà ngài nương tựa pháp thì đó là pháp gì? Biết được cái pháp Đức Phật nương tựa là pháp gì không? Cái pháp mà Đức Phật nương tựa là pháp giải thoát trí kiến. Đấy là cái pháp mà ngài chứng ngộ. Cái pháp đấy nó không còn phải là cái pháp thực hành nữa, lúc này ngài thực hành xong rồi. Và ngài nương tựa vào cái kết quả vị mà ngài đã chứng đắc ấy. Đấy cũng là pháp, cái quả vị mà Đức Phật chứng đắc là pháp, và đây gọi là pháp giải thoát và giải thoát chi kiến, là cái pháp mà Đức Phật nương tựa. Vậy pháp giải thoát là pháp gì? Sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi, giải thoát là gì và pháp giải thoát chi kiến là gì? Thế nào là pháp giải thoát, thế nào là pháp giải thoát chi kiến? Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà trải qua 49 ngày đêm, ngài vẫn siêng năng ngồi thiền, ngài vẫn tích cực ngồi thiền, chứ ngài không có giải đãi. Vậy cho nên là ngài, lúc ngài ngồi thiền mà ngài an trú trong thiền quả đấy là ngài đang nương tựa pháp đấy. Thiền định là pháp giải thoát, trí tuệ là pháp giải thoát trí kiến. Ngài có thể nương tựa vào thiền định, ngài có thể nương tựa vào thiền tuệ, đấy là cái pháp mà ngài nương tựa. Còn lúc thì là ngài an trú ở trong các tầng thiền định, ngài, sau khi ngài an trú ở tầng thiền định rồi, cái tâm trí được nghỉ ngơi thoải mái rồi, thì lúc đấy ngài chuyển sang ngài quán chiếu cái căn cơ của chúng sinh, đấy như là chúng sinh này căn tính như thế nào, chúng sinh này có thể giác ngộ được giáo pháp không. Nếu như chúng sinh này có thể giác ngộ được giáo pháp, Đức Phật có thể sẽ chủ động đến để giáo hóa cho chúng sinh đâu. Ngày nào ngài cũng nhập thiền định xong rồi ngài lại nhập thiền đại bi, ngài quán chiếu đến căn tính của chúng sinh, xem là chúng sinh ở cái cõi trời hay cõi người, nhưng có hôm nay có những chúng sinh nào có đủ cái nhân duyên để giác ngộ được giáo pháp, thì có thể là ngài sẽ đến để ngài giáo hóa, ngài thuyết pháp, mà hoặc là ngài sẽ quán sát, ngài biết là ngày hôm nay sẽ có những chúng sinh đến đây gặp ta để xin được nghe giáo pháp, và ta sẽ giảng dạy cái giáo pháp như thế này, nó phù hợp với căn tính của chúng sinh đó sẽ giác ngộ, chúng sinh đó sẽ chứng đắc đạo quả ngay sau khi vừa nghe một bài pháp. Hoặc là chúng sinh đó sẽ cần phải, nếu mà chúng sinh mà giống như những bông hoa mà đã ra khỏi mặt nước ấy, thì chỉ cần nghe xong một bài pháp là giác ngộ, là chứng đắc đạo quả. Còn nếu như chúng sinh mà vừa mới bắt đầu nhôi lên đến sát mặt nước ấy, thì phải dạy cho một cái pháp tu tập về thiền chỉ, thiền quán. Còn những cái chúng sinh mà giống như còn ở trong nước ấy, thì là chỉ dạy cho chúng sinh đó biết làm phước. Còn những cái chúng sinh mà còn ở trong bùn ấy, giống như chúng sinh mà còn rất là thấp kém, thì những cái chúng sinh đấy chỉ tạo được một chút cái nhân duyên nào đấy, tạo được một chút nhân duyên, ví dụ như chúng sinh đấy chỉ cần có cái tâm hoan hỷ với giáo pháp, hay là Đức Phật ôm cái bình bát đi trong nhân gian để cho mọi người có cơ hội đặt bát cúng dường, khi mà cúng dường đến một vị Phật là tạo được cái công đức lớn, là cái vị đấy cũng đã được gieo một chút duyên lành với giáo pháp, với Phật pháp rồi. Thế là với những cái chúng sinh không thể giác ngộ được giáo pháp thì phải gieo duyên bằng cái cách đấy. Cho nên là thời Đức Phật không có cho
những vị tỳ kheo là được được tích trữ lương thực mà ngày nào cũng phải đi khất thực ở trong nhân gian, ngày nào cũng phải ôm bát đi khất thực ở trong nhân gian, đấy là để gieo duyên cho chúng sinh, gieo duyên cho chúng sinh, tạo cái phước thiện bố thí cũng dễ để người ta tạo được cái nhân giải thoát ở trong tương lai. Còn người ta nhìn thấy hình ảnh Đức Phật và chư tăng đi khất thực, người ta hoan hỉ, ngài cảm thấy tâm tính của chúng sinh như thế nào. Đức Phật thấy chúng sinh là những người rất là chúng sinh bị tham dục quá sâu nặng, thế là cái mà Đức Phật quán sát đến tâm tính của chúng sinh, ngài quán chiếu chúng sinh là những người bị, tất cả chúng sinh đều thế, bị cái tâm tham ái tham dục rất là sâu nặng, cho nên rất là khó mà chứng ngộ được đạo Phật. Nếu như những ai nhàm chán được cái tâm tham sân si thì mới có thể hiểu được tu tập chứng ngộ chứng đắc được đạo Phật. Hoa sen ra khỏi nước tượng trưng cho hàng chúng sinh nào, chúng sinh có trí tuệ sắc bén, người nào có trí tuệ sắc bén được tượng trưng cho như một bông hoa sen đã ra khỏi nước. Hoa sen còn trong nước thì tượng trưng cho hàng chúng sinh nào, hàng chúng sinh có trí tuệ trung bình. Nếu mà hàng chúng sinh mà sắc bén ấy, thì chỉ cần nghe khác là giác ngộ, nghe khác là giác ngộ. Còn hàng chúng sinh mà trung bình thì cần phải hành thiền mới giác ngộ. Thế mình là thuộc hàng chúng sinh nào? Nghe khác đã giác ngộ chưa? Hành thiền đã giác ngộ chưa? Chúng sinh trung bình thì phải hành thiền, thì ngài phải dạy cho những cái pháp để tu tập, để thiền chỉ thiền quán nên có thể giác ngộ. Hoa sen ở trong bùn thì tượng trưng cho chúng sinh gì? Hoa sen ở trong bùn là tượng trưng cho những chúng sinh nghe pháp cũng không giác ngộ, hành thiền cũng không giác ngộ, thì phải làm sao? Thì Đức Phật thì có dùng bằng cái phương tiện là tạo cho người ta làm phước, cho nên là hàng ngày ngày đi khất thực ở trong nhân gian ấy, thì những cái người đấy thì có thể ra cúng dường sớt vào bát Đức Phật để cúng dường một cái món ăn nào đấy. Đấy là những cái hành động, những cái hành động thiện tối thiểu nhất mà họ có thể làm được, có thể làm đến cái mức độ như thế thôi. Nhưng mà cũng có khi ôm bát ở trong đấy có người người ta không cho thì sao? Chúng sinh có trí tuệ yếu kém, chúng sinh có trí tuệ yếu kém thì Đức Phật biết là giảng pháp cho cái người này, người ta không nghe, người ta không hiểu thì giảng pháp thì cũng phí uổng công, cho nên là ngài cũng không dạy. Bây giờ dạy cho cái chúng sinh này hành thiền thì cái trí tuệ nó quá yếu kém, nó cũng không có hành được thì cũng uổng công, nên ngài không dạy. Cho nên là ngài chỉ hóa duyên bằng cái cách đó là đi khất thực ở trong nhân gian để cho những chúng sinh này người ta có cơ hội để cúng dường. Đấy là một cái cách gieo duyên với chúng sinh có trí tuệ thấp kém nhất. Mà bây giờ mới hỏi pháp là gì? Pháp mà Đức Phật chuẩn bị thuyết giảng đây là pháp là gì? Pháp có nghĩa là những cái lời giảng của Đức Phật, đó là pháp. Những cái lời thuyết giảng hoàn hảo của Đức Thế Tôn. Thế Tôn là những cái lời thuyết giảng rất là hoàn hảo, giáo pháp rất là thâm sâu. Hoàn hảo là hoàn hảo như thế nào? Bây giờ những cái bài kinh này mình đọc nên mình có biết được là nó có cái sự hoàn hảo, có cái sự thâm sâu gì không? Hoàn hảo ở đoạn đầu, ở đoạn giữa và ở đoạn cuối, nó đều có nghĩa, có văn phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn trong sạch. Ở đoạn đầu, đoạn mở đầu có sự hoàn hảo, đoạn giữa nội dung hoàn hảo, đoạn cuối có cái kết luận hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây có nghĩa rằng là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đều hướng đến cái sự thánh thiện. Tất cả những lời dạy Đức Phật, không có bao giờ Đức Phật dạy con người ta khởi đến lòng tham. Đức Phật không có bao giờ dạy người ta hãy tham, hay đi, không bao giờ dạy ai cái cách là phải làm thế này, làm thế kia để mà được cái lợi ích trước mắt mà sau đó bị gặp những cái khổ đau ở tương lai. Và ngài chỉ giải lại xả cái lợi ích trước mắt mà đạt đến cái sự lợi ích về tương lai thôi,
Không có bao giờ Đức Phật dạy cho con người ta tăng trưởng cái tâm sân hận. Không bao giờ Đức Phật dạy con người ta tăng trưởng cái tâm si mê thành kiến. Mà Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật dạy có cái phạm hạnh thanh tịnh, đó là chỉ dạy cho con người ta trở thành một cái người có cái tâm hồn trong sạch, cao thượng, dứt bỏ cái tâm tham, dứt bỏ tâm sân và dứt bỏ tâm si. Đấy là những cái lời dạy của Đức Phật. Từ đầu đến cuối tất cả các bài pháp đều hướng đến dạy đến cái sự cao thượng về tâm hồn hết. Cho nên là tất cả giáo pháp giống như nước biển. Nước biển dù mênh mông nhưng chỉ có một vị. Nước biển có vị gì? Vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật thì cũng mênh mông như nước biển rất nhiều. 84.000 bài pháp nó cũng chỉ có một vị. Đó là vị gì? Là vị giải thoát. Pháp nào Đức Phật cũng chỉ dạy giải thoát, giải thoát. Hãy thực hành pháp, hãy tu tập pháp để hướng đến sự giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khổ đau. Pháp Đức Phật chỉ dạy con người giải thoát khổ đau. Khổ đau trong sinh tử. Không dạy gì khác. Hoàn hảo ở đoạn đầu này, hoàn hảo về giới, hoàn hảo về định và hoàn hảo về tuệ. Có còn một cái gì mà nó thánh thiện hơn là một cái người mà giữ giới một cách viên mãn không? Còn có một cái người nào mà hiền thiện hơn một cái người mà giữ trọn vẹn được năm giới không? Còn có cái người nào mà có cái tâm hồn cao thanh tịnh bằng cái người mà chứng đắc được thiền định? Và cái người nào mà có được cái trí tuệ bằng cái người mà có thực hành về thiền tuệ? Tức là đây là cái sự hoàn hảo về cái giáo pháp của Đức Phật, dạy cho người ta giữ giới một cách hoàn hảo, dạy cho người ta hành thiền một cách hoàn hảo, dạy cho người ta phát triển trí tuệ một cách hoàn hảo. Đấy gọi là pháp được Đức Thế Tôn thuyết đạt một cách hoàn hảo. Chứ nên còn là pháp của Đức Thế Tôn không có dạy người ta là đi cúng để cầu an, đi cúng để cầu siêu. Không có dạy là đốt giới tiền bằng mã, không có dạy là giết hại chúng sinh để cúng bái, có dùng búa may quay cuồng lên đồng lên bọc. Những cái pháp đấy là Đức Phật không có dạy. Pháp đấy là chỉ có những cái tà pháp nem xen tạp và bị pha tạp pha trộn là dạy. Chứ trong Đức Phật chỉ dạy những cái pháp này đấy, dạy pháp giữ giới, hành thiền định và hành thiền tuệ. Đấy là cái pháp cao thượng. Nhưng không có dạy về cúng bái, không có dạy xem ngày giờ tốt xấu, không có dạy là xem tướng, xem số, không có dạy những cái tử vi, những cái họa phúc các hung, chúng ta không có dạy cái đâu. Thiên văn địa lý là chúng ta không có dạy. Mà chỉ dạy về cái này, giữ giới để trở thành người hiền thiện, hành thiền định để có được cái định lực, hành thiền tuệ để có được trí tuệ. Pháp thành tịnh. Khi mà một người mà thực hành tới định tuệ như vậy, người đó sẽ chứng đắc được các thánh quả. Sơ quả, nhị quả là hoàn hảo về giới, tam quả là hoàn hảo về định, tứ quả là hoàn hảo về tuệ. Tức là khi một người mà chứng được sơ quả, dự niu và nhị quả, thì cái người đấy sẽ thể nhập đến giới, vì đó không bao giờ làm bất cứ một cái điều gì lỗi lầm. Một người mà khi mà một người còn là phàm phu thì mình có giữ giới nhưng mà không có trọn vẹn được. Có phải là từ cái hôm mà thọ năm giới mình về nhà mình đã phạm tới nào chưa? Có phạm tới nào đã từng sát hại con gì chưa? Thì cái hôm mà mình thọ giới mấy tuần này đã có khi nào bị phạm tới chưa? Trong có khi nào mình giữ được giới trong suốt một tuần không? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi không uống rượu trong suốt một tuần có trọn vẹn năm giới đấy không? Cái người còn phàm phu thì khó mà giữ trọn vẹn được. Nhưng mà một khi mà chứng được đến đạo quả này, sơ quả và nhị quả này cơ, thì người đó sẽ giữ trọn vẹn được. Không thể nhập luôn. Người phàm phu thỉnh thoảng vẫn phạm, và cho nên thường xuyên mình phải xin lãnh giới, mình cần phải sám hối này. Là phải sám hối vì vẫn còn vô tình, cố ý. Có nhiều khi mình vẫn cố ý phạm giới, vẫn bị đứt giới bình thường. Và những bậc đã chứng đạo quả không bao giờ người ta cố ý phạm giới nữa. Bậc tam quả thì hoàn hảo về thiền định. Bậc mà chứng lên tam quả thì thiền định người ta sẽ chứng đắc một cách dễ dàng. Bậc tứ quả thì hoàn hảo về trí tuệ. Tức là đến cái tứ quả là quả vị A-la-hán thì cái vị đó sẽ thể nhập với trí tuệ vì nó hết sạch phiền não. Tam quả thì còn một chút phiền não, sơ quả với nhị quả thì vẫn còn một phiền não tham sân si, nhưng mà nó nhẹ hơn người phàm.
Cho nên là có những người tu rồi thì người ta chỉ giảm bớt phiền não. Ví dụ như bậc sơ quả, nhị quả thì người ta giảm bớt những cái phiền não tham sân si chứ người ta không hết. Bậc tam quả thì hết được cái sân nhưng mà vẫn còn một chút về ngã mạn, không giật. Đến tứ quả thì người ta mới hết sạch. Đến tứ quả thì người ta mới hoàn hảo, hoàn hảo tuyệt đối về trí tuệ, không còn một chút thì phiền não tham sân si nữa. Sakkato Bhagavata Thammo, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Đấy là trong cái âm Đức Pháp này. Đấy là một người luôn luôn phải tưởng nhớ đến cái pháp của Đức Phật này. Pháp, giáo pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, tức là được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách hoàn hảo. Đấy là cái pháp mà Đức Phật thuyết giảng, thuyết giảng một cách hoàn hảo, viên mãn, thiết thực hiện tại. Trong cái pháp có cái ân đức là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại như thế nào được gọi là thiết thực hiện tại? Thiết thực tức là rất thật. Hiện tại có nghĩa là không phải quá khứ, không phải tương lai. Cái gì mà nó rất thật mà nó lại ngay ở trong hiện tại này. Đây là người giải đáp. Thiết thực là sự thật hay là chân lý? Đức Thế Tôn đã thuyết giảng những sự thật, những chân lý đó. Đức Thế Tôn chỉ giảng ra những sự thật. Ví dụ như Đức Thế Tôn bảo người nào làm việc ác, người đó đọa xuống địa ngục. Vậy thì địa ngục phải có thật, Đức Phật mới nói chứ Đức Phật không dọa. À, như bây giờ mình nghe bảo có cái cõi địa ngục khổ đau, có những cái ác quỷ nó hành hạ những tội nhân trong đấy, bị thiêu đốt, bị mổ xẻ trong đấy. Nhưng mà mình nghe mình có tin không? Có khi mà chắc Đức Phật dọa vậy, giống như người lớn hay dọa trẻ con ấy, có con cáo nghe để cho nó ám, để cho nó sợ. Đức Thế Tôn này có giống như là người lớn dọa trẻ con không? Đức Phật không dọa ai hết mà Đức Phật nói thật. Bởi vì bằng cái trí tuệ của Ngài, Ngài thấy nó có cõi địa ngục. Bằng trí tuệ của mình, của Ngài, Ngài thấy có cõi trời, có các vị chư thiên. Chứ không phải là những cái điều đó, nhưng những người thường không thấy. Những cái mắt trí tuệ thì có thể thấy. Mà thấy được các hàng ngã quỷ, các hàng chư thiên, quỷ thần. Cho có các cái cõi khổ, cõi vui, có cái nghiệp thiện, nghiệp ác. Đấy là những cái sự thật mà Đức Phật nói, chứ Đức Phật không có dọa ai. Chứ không tự nhiên mà Đức Phật này bảo là đừng có giết hại sinh mạng. Chứ còn nếu như mà sát sinh mà không có tội lỗi gì thì cứ sát sinh mà ăn, tội gì mà phải cấm. Cho nên là nhiều người đã bảo là vật dưỡng nhơn, máu thịt của những cái con khác là để nuôi dưỡng cái con người. Thì máu thịt của con người để nuôi dưỡng ai? Cũng là chúng sinh như nhau, cũng có biết đau khổ như nhau, cũng có nước mắt cùng mặn, cũng có dòng máu cùng đỏ. Thế mà mình lại đi vay mượn cái mạng sống của người khác để mình chăm sóc cho cái sinh mạng của mình thì mình sẽ mắc nợ. Thế sau này thì cái thân mạng của mình sẽ trở thành người ta sẽ, mình sẽ phải trả giá, mình sẽ phải trả nợ. Mình vay thì mình phải trả, vay trả thì lúc vay thì ít mà lúc trả thì phải nhiều hơn, phải có lãi. Có thể là bây giờ mình ăn một con gà nhưng mà đến lúc trả thì mình phải trả mấy con, mình phải trả mấy con, không phải là trả một con. Thì cái tội lỗi nó cũng thế, mình làm một việc tội lỗi sau này mình phải chịu khổ nhiều lần. Cũng như vậy thì bây giờ mình cho vay thì sau này mình được lấy lại thì mình sẽ có lãi. Nhưng bây giờ mình cúng dường, mình bố thí một vật nhỏ thôi, nhưng mà sau này mình hưởng cái phước nó sẽ lớn, nó sẽ lớn hơn. Đấy là chính vì vậy cho nên Đức Phật thuyết giảng các sự thật, những chân lý, chứ Đức Phật không có nói sai sự thật. Đấy. Và Đức Phật thuyết giảng về sự thật về khổ, nguồn gốc sinh ra khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường thoát khổ. Đây là những cái sự thật mà Đức Phật thuyết giảng, nên gọi là thiết thực hiện tại. Thế gian này là khổ, nhưng mà cái người thế gian thì lại không biết đây là khổ, mà người ta cứ nghĩ đời là vui, đời là an vui, đời là sung sướng. Đấy, nhưng mà Đức Phật bảo đời này là khổ. Nhưng cũng bây giờ có người bảo mình đang hưởng những cái niềm an vui ở thế gian này, để sống hạnh phúc ở thế gian này. Tôi đang có nhiều thứ, tôi có tiền của, tôi có nhà cửa, tôi có người thân yêu. Cuộc sống của tôi như thế là hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó có, nó có thật không?
cái hạnh phúc đấy nó giả tạm, nó ngắn ngủn, nó không có được mãi mãi. Ví dụ như là cái tiền của ấy nó có tồn tại mãi không, cái người thân của mình sẽ có ở bên mình mãi không, cái niềm vui nó có sẽ ở, nó có an trú ở trong tâm mình mãi không. Đấy, nó không có. Thân của mình bây giờ nó còn khỏe nhưng mai nó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Những người thân của mình cũng phải già, bệnh, chết. Những tài sản của mình rồi một ngày nào đó nó cũng tiêu tan hết. Vậy thì những cái sự thật đấy nó chỉ là giả tạo. Vậy đời là khổ, đấy là sự thật. Nguồn gốc sinh ra khổ, nó có nhân, có duyên sinh ra khổ, nó là cái phiền não. Niết bàn thì mới, khi nào chứng đắc niết bàn mới hết khổ. Nhưng là chưa chứng đắc niết bàn thì còn khổ. Muốn chứng đắc niết bàn thì phải thực hành giới định tuệ, có nghĩa là phải hành thiền. Người nào siêng năng hành thiền thì mới thoát khổ, người nào không ngồi thiền thì còn khổ. Còn cái ý nghĩa của câu hiện tại, những sự thật ấy luôn luôn hiện hữu trong hiện tại, khổ luôn luôn hiện hữu ở trong hiện tại, phiền não luôn luôn hiện hữu ở trong hiện tại, niết bàn an vui cũng luôn luôn hiện hữu. Nếu khi nào mình hết được tham ái, khi nào mình dứt hết được cái phiền não là mình có chứng niết bàn. Giới định tuệ cũng luôn luôn hiện hữu, khi nào mình thực hành giữ giới, thiền định, thiền tuệ, thì lúc đấy mình sẽ thoát khổ. Hiện thực hiện tại là vậy. Nhưng đức thứ hai là Santitiko, có nghĩa là thiết thực, tức là cái giáo pháp của Đức Phật rất thiết thực và ở ngay cái cuộc sống hiện tại này, chứ không phải là cái giáo pháp này bảo là bây giờ hãy tôn thờ ta, hãy chịu khó cúng dường ta, hãy phụng sự ta, rồi sau này chết ta rước về cái cõi cái sống bên cạnh ta. Đức Phật có trong kinh là Đức Phật không có dạy cái tư tưởng đấy, không dạy tư tưởng đấy. Bây giờ có một số những cái tư tưởng, những cái giáo phái, những cái đạo giáo thì người ta này hướng về cái đời sống hạnh phúc ở tương lai, là bây giờ hãy phụng sự ta, hãy tôn thờ ta, hãy sau này khi chết rồi ta rước về bên cạnh ta, sống bên cạnh ta. Đức Phật không dạy thế, Đức Phật bảo chỉ dạy những cái pháp rất là thiết thực, nhưng mà nó ngay ở trong cuộc sống hiện tại, hiện tại chứ không phải là chờ đến tương lai. Không có thời gian, pháp này là pháp không có thời gian, vượt ngoài thời gian, không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, mà cái pháp này là cái pháp cho quả ngay lập tức. Người tu không biết tu thì tham sân si khổ đau, người biết tu thì vô tham vô sân vô si, tức là an vui. Chân lý thì mãi mãi là chân lý, không bao giờ thay đổi. Tức là cái pháp của Đức Phật không có vượt ra khỏi cái thời gian, cái giáo pháp này không bao giờ bị lạc hậu, mãi mãi nó là chân lý. Chân lý thì chỉ có một con đường đi đến chân lý, có nhiều nhưng chân lý chỉ có một. Chân lý ở thế gian thì những cái khoa học phát minh ở thế gian hôm nay nó là đúng, nhưng ngày mai có một cái người phát minh ra một cái cao hơn thì cái này nó bị lỗi thời. Thì cái học thuyết của vị đi trước bị lỗi thời, có thể bị vào cái nạn quên. Rồi sau đó 10 năm, 20 năm sau, 100 năm sau sẽ có một người phát minh ra một cái tư tưởng khác, thì cái tư tưởng của người đi trước lại lỗi thời tiếp. Nhưng mà còn cái chân lý của Đức Phật thì vĩnh viễn là chân lý, không bao giờ có một cái phát minh nào có thể đả phá được cái pháp của Đức Phật. Không bao giờ, không có một cái tư tưởng nào có thể đả phá được cái triết lý của Đức Phật về triết lý về khổ. Không bao giờ có một cái vị nào, một vị triết lý, một vị triết gia nào ra đời mà có thể tuyên bố thật nào đời này là hạnh phúc được, mà lúc nào đời cũng là khổ, lúc nào phiền não cũng là nhân sinh ra khổ, lúc nào cắt đứt hết phiền não là thoát khổ, lúc nào phải tu tập giới định tuệ thì mới đi đến giải thoát khổ. Đấy là chân lý không bao giờ bị thay đổi. Các vị Phật quá khứ cũng tuyên thuyết chân lý này, vị Phật hiện tại cũng tuyên thuyết chân lý này, các vị Phật tương lai cũng tuyên thuyết chân lý này. Chân lý này là bất diệt trước tất cả mọi thời gian, và không có thời gian còn có cái ý nghĩa là người biết tu thì hết khổ đau ngay hiện tại. Ví dụ như bây giờ mình có cái tâm tham nó khởi lên, mình hướng tâm vào hơi thở một cái tâm tham nó biến mất,
có nghĩa là mình có thực hành giữ giới thiền định thì ngay cái lúc đấy mình có được cái an vui. Còn một người nào mình hướng tâm, mình khởi lên một cái tà niệm, là cái tâm tham sân si nó giống như ngọn lửa nó thiêu đốt trong lòng, mình khởi lên một cái chánh niệm thì là tâm tham sân si nó diệt tận, vô tham vô sân vô si nó khởi lên là được an vui ngay. Vậy thì cái sự thực hành thiền là mình phát triển cái chánh niệm, cái chánh niệm đấy là nó sẽ đưa đến sự vô tham vô sân vô si. Cứ lúc nào mình có vô tham vô sân vô si thì lúc đấy mình an vui. Lúc nào mình khởi lên cái tà niệm và mình bị cái tâm tham nó sinh lên, bị cái tâm sân nó sinh lên, bị tâm si lên, ngay lúc đấy mình bị thiêu đốt bởi chính cái tâm đấy là khổ đau. Vậy thì một người biết thực hành pháp luôn an vui, một người không biết thực hành pháp luôn khổ đau, khổ đau ở trong nội tâm. Và bây giờ mình mà hướng tâm đến một cái cảnh nào đó mà mình khởi lên một cái tâm tham thì lúc ấy mình có cảm thấy cái tâm của mình nó được thoải mái dễ chịu không? Nó giống như là bị lửa thiêu đốt này. Khi mà bây giờ mình ngồi đây mà mình nghĩ đến một cái người nào đó chọc tức mình và cái tâm sân nó khởi lên thì lúc đấy mình cảm thấy thế nào? An vui hay khổ đau? Rất là khổ đau này. Đấy. Vậy nhưng mà bây giờ mình ngồi mình chú tâm vào hơi thở, nó vô tham vô sân vô si, lúc ấy mình có thấy khổ đau không? Đấy, cái giáo pháp là vậy, cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mình hướng lên một cái chánh niệm là mình sẽ có an vui, mình khởi lên cái tà niệm mình khổ đau. Vậy thì giáo pháp này ngay lập tức mà những cái niệm đấy là ngay trong cái tư tưởng của mình. Vậy thì cái người thực hành thiền luôn luôn khởi lên cái tâm vô tham vô sân vô si, một ngày nào đó nó rất là mạnh lên, cái chánh niệm nó rất là mạnh lên và mình sẽ sống ở trong cái này mãi mãi. Còn cái nào mà cái người không biết tu thì cái tà niệm, cái tạp niệm nó khởi lên, mình toàn sống ở trong cái tâm này an tâm si và mình cứ luôn luôn sống với khổ đau này. Đấy là cái thực hành giáo pháp là như vậy. Thực hành giáo pháp sẽ an vui, nay vui đời sau vui, biết tu tập thì hai đời vui, vui mãi mãi. Akaniko, giáo pháp này không có thời gian, nó cho quả tức thì. Người nào mà biết ứng dụng giáo pháp này, ngay lập tức người đó được an vui. Người nào không ứng dụng giáo pháp này thì người đó sống với khổ đau. Đây là ý nghĩa của cái câu giáo pháp này không có thời gian. Cái giáo pháp này đến để mà thấy, đến để mà thấy là thấy cái gì? Pháp mà được Đức Phật thuyết giảng là cái pháp hãy đến để mà thấy. Thấy là thấy cái gì? Thấy là thấy cái này, thấy các sự thật. Đến để mà thấy các sự thật, chấp thủ năm uẩn là khổ, vô minh tham ái là nhân của khổ, niết bàn là hết khổ, bát chánh đạo là con đường thoát khổ. Đấy là thấy các sự thật này. Thấy được năm uẩn này, thấy được năm uẩn và thấy được cái sự chấp thủ năm uẩn này, vô minh tham ái là nhân của khổ, niết bàn là hết khổ. Giờ làm sao mình phải thấy được thân này là năm uẩn? Còn bình thường thì mình nghĩ là đây là thân của tôi, đây là cái sắc của tôi, cho nên là tôi đẹp, tôi xấu, tôi yếu, tôi khỏe. Còn đấy là mình chấp vào cái sắc. Còn có người thì chấp vào cái thọ, thì là tôi vui, tôi buồn, tôi đang đau đớn, tôi đang ăn nạt. Đấy là chấp vào cái thọ. Có người thì chấp vào cái tưởng, đây là suy nghĩ của tôi, đây là tư tưởng của tôi, thì đấy là chấp tưởng. Có người thì chấp vào cái hành, đây là cái việc làm của tôi, đây là cái hành động của tôi, đây là lời nói của tôi. Còn có người thì chấp vào cái thức, đây là tâm của tôi, đây là cái sự hiểu biết của tôi, đây là cái sự nhận thức của tôi. Đấy là cái người chấp thủ năm uẩn. Người không giác ngộ sẽ chấp thủ năm uẩn như vậy. Còn cái người giác ngộ thì biết này, không có cái gì là của tôi hết. Cái thân này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái thọ tưởng hành thức nó cũng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đó chỉ là cái nhân duyên nó sinh lên rồi do nhân duyên nó diệt đi, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Đấy, để mà thấy được cái điều đó là cái pháp của Đức Phật mà nói là đến để mà thấy, là thấy như vậy, là thấy năm uẩn là khổ, vô minh tham ái là nhân sinh ra khổ. Có nghĩa là người nào có tham ái thì
thì người đó có cục tham ái với năm uẩn. Người nào mà chứng được niết bàn thì mới hết khổ, và người nào tu tập bát chánh đạo thì đến giải thoát khổ đau. Và niết bàn chánh đạo là gì ạ? Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Các cái bài sau sẽ học về bát chánh đạo, học về cái con đường đi đến thoát khổ đau, và các bài sau sẽ học về các sự thật này, bốn sự thật. Sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh là khổ, và sự thật về niết bàn thoát khổ, và bát chánh đạo con đường thoát khổ. Tất cả những cái bài sau sẽ học về bốn cái sự thật này. Bốn cái sự thật này mình phải thấu hiểu được bốn cái sự thật này thì mình mới hết khổ được. Đấy là pháp đến để mà thấy, là thấy có sự thật đấy. Mà thấy có sự thật thì những buổi sau phải đi đến nghe pháp. Hướng thượng là làm sao? Hướng thượng có nghĩa là từ những chúng sinh thấp kém khi thực hành pháp sẽ trở thành những bậc cao thượng. Những chúng sinh thấp kém, tham sân si là thấp kém, vô tham vô sân vô si là cao thượng. Nhưng bây giờ một người đầy dẫy cái tâm tham, tâm sân, tâm si thì cái người đấy có cao thượng đâu. Đấy, không có cao thượng được. Thì cái người có tâm tham thì cái người đấy sẽ không những mà tham của mình thì còn tham của người khác. Người nào có tâm tham thì dễ sinh ra cái tâm muốn yên chỗ, muốn lừa gạt người khác, muốn kiếm cho nó được, có được nhiều. À, thì mình có nhiều những cái hành động lỗi lầm. À, mình vì cái tâm tham mình có thể sát sinh, vì cái tâm tham mình có thể trộm cắp, vì cái tâm tham mà khiến mình tà dâm, vì cái tâm tham mà nói dối, vì cái tâm tham mà uống rượu. Thì những cái tâm tham nó khiến cho tạo ra tội lỗi, tâm sân cũng vậy. Vì mình tức giận cho mình sát sinh, có khi vì tức giận mà đi ăn trộm để phá hoại của người khác. À, vì tức giận này mà làm những cái việc tội lỗi, nói dối, uống rượu, si do không hiểu biết. Đấy, mà mình làm những việc tội lỗi thì đấy là thấp kém. Còn người vô tham, vô sân, vô si là người cao thượng. Đã, người có ác giới là thấp kém, người trì giới là cao thượng. Cái người mà người ta làm những cái việc tội lỗi mà người ta cho người ta thản nhiên, người ta nghĩ rằng đây là những chuyện bình thường, thì người đấy là những cái người thấp kém. Người ta hay hiện tại cái nhân cách người ta thấp kém, và tương lai người ta đọa xuống các cái cõi thấp kém. Khi chết người ta đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thấp kém. Còn cái người trì giới hay hiện tại cái nhân cách mà người ta cao thượng, trong tương lai người ta sẽ sinh về những cái cõi trở lại làm người, một cái người đàng hoàng, trở sinh về cõi thiên giới, trở thành những vị thiên thần cao thượng. Đấy là cái giáo pháp như thế. Nhiễm ô là thấp kém và thanh tịnh là cao thượng. Cái người nào mà cái tâm nó đầy rẫy những phiền não, nhiễm ô có nghĩa là những phiền não. Đấy, trong tâm của mình đầy rẫy những cái tham sân si, đấy là nhiễm ô. Mà một cái người mà có cái tâm thanh tịnh, tức là cái người có thực hành thiền định, thì tâm nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ thanh lọc hết những cái ô nhiễm này. Thực hành thiền là tâm thanh lọc hết những cái ô nhiễm này. Thì cái người có cái tâm thanh tịnh này là cái tâm cao thượng. Người mà không có tâm thanh tịnh là tâm thấp kém. Người có tà kiến là thấp kém, và người có chánh kiến là cao thượng. Người có tà kiến là người ta hay mê tín, người ta hay hiểu sai sự thật. Đấy, cho nên là người ta hay làm những cái việc rất là tầm thường, hạ nhiệt. Còn những người có chánh kiến, người ta hiểu đúng sự thật, người ta chỉ làm những cái việc gì đáng làm, người ta không tránh những cái việc gì mà không đáng làm. Sinh tử là thấp kém và niết bàn là cao thượng. Những chúng sinh mà còn ở trong sinh tử thì những chúng sinh đấy là thấp kém. Còn những cái ai mà đã chứng đạt được niết bàn thì những bậc đấy là cao thượng. Nhưng bây giờ mình so với Phật thì ai hơn? Tại sao mà người ta đắp tượng Phật, người ta xây những ngôi chùa rất là lớn như cung điện để người ta thờ Phật mà người ta không thờ mình? Tại vì mình còn ở trong sinh tử, mình là thấp kém. Đức Phật đã giải thoát sinh tử nên Đức Phật cao thượng. Thì thế thôi. Bây giờ mình làm người, mình có cao thượng hơn là mấy con chó mèo không? Cao thượng hơn nè. Nhưng mà bây giờ mình so với các vị thiên thần thì mình có cao thượng bằng không? Thì mình lại thấp kém hơn. Vậy tại sao mà người ta mình được làm người mà mấy con kia nó phải làm chó mèo?
tại vì nó ác giới, nó không có biết tu tập giáo pháp. Tại sao các vị khác người ta trở thành thiên thần mà mình phải làm cái thân người khổ sở này? Tại vì người ta biết tạo những cái nhân cao thượng hơn, người ta thực hành pháp tốt hơn mình, cao thượng hơn. Thì đấy là cái pháp của Đức Phật, có khả năng hướng thượng là như vậy. Bây giờ mình muốn như thế nào? Bây giờ mình muốn tiến lên cao thượng hay là mình muốn tụt hậu xuống trở thành thấp kém? Muốn trở lên cao thượng phải không? Thế bây giờ mình muốn cái gì? Mình muốn chứng đắc Niết Bàn hay là mình muốn trở thành một cái người có mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là trở thành một vị thiên thần? Thì mình chọn cái gì? Bây giờ cho mình lựa chọn, có ba lựa chọn. Một là bây giờ mình sẽ là một cái người có sắc đẹp này, luôn luôn được an vui này, có sức khỏe và có trí tuệ. Cuộc sống mà có bốn cái đấy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc à. Có một cái lựa chọn thứ hai, cho mình là một vị thiên thần, có thể bay trên hư không, có lâu đài, có cung điện bằng vàng ngọc ở trên hư không ấy. Sống an vui ở trên đấy. Còn một lựa chọn thứ ba là chứng đắc Niết Bàn, thì mình lựa chọn cái nào? chứng đắc Niết Bàn là cao thượng nhất. Chứng đắc Niết Bàn mới là cao thượng nhất. Còn bây giờ mình mà muốn mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp kia thì nó cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Những cái đấy nó bị vô thường mà, thì nó sinh ra nó thể diệt đi. Mình có trở thành một vị thiên thần, mình có thể sống tới hàng triệu năm, nhưng mà cuối cùng hết một triệu năm đấy mình vẫn phải chết, cũng không có tồn tại mãi được. Và chỉ có Niết Bàn là vĩnh viễn nhất, là an vui, là tuyệt đối nhất, là cái sự cao thượng tuyệt đối nhất. Còn những cái sự cao thượng khác nó chỉ là tương đối thôi, cả những cái khác là tương đối, nhưng mà với là cao thượng tuyệt đối. Đây là pháp của Đức Phật, là cái pháp đấy dẫn đến cái sự hướng thượng, cái pháp đấy là có khả năng hướng thượng như vậy. Cho nên là một người mà biết cách thực hành pháp, ví dụ bây giờ mình chỉ giữ giới thôi, trong cái năm mình giữ năm giới này, hoặc là mình hành thiền này, và cái công đức của cái việc giữ giới này, mình có quyền lựa chọn những cái kết quả ở trong tương lai. Ví dụ một người giữ giới xong, cái vị đó phát nguyện là cầu mong cho con từ đời nào sinh ra cũng có là một người có sắc đẹp, là một người an vui, là một người có sức khỏe, là một người có trí tuệ, thì cái nguyện lực này nó thành tựu nhờ mình có cái nhân này, cái nhân của sự giữ giới này, nó sẽ xứng đáng, mình xứng đáng được hưởng cái thành quả đấy. Nhưng mà thành quả đấy nó phải một thời gian nó mới trổ, có thể là kiếp sau mới trổ, chưa chắc nó trổ kiếp này. Nếu nó mạnh thì nó trổ kiếp này, còn nếu không mạnh thì phải chờ đến kiếp sau. Có thể là một người bố thí mà, khi mà mình bố thí cho ra một cái vật gì đó, mình cũng nguyện cầu mong cho tôi luôn luôn sinh ra là một người có sắc đẹp, sống lâu, sức khỏe, an vui, trí tuệ, thì nếu cái mình có cái công đức thì mình nguyện cái đấy nó thành thị. Nhưng mà cũng có người người ta lại phát nguyện khác, người ta bảo phát nguyện là cầu mong cho con là con nhàm chán cái cõi người này lắm rồi, con muốn sinh về một vị thiên thần, là một vị chư thiên, con sống ở trên trời, con sống trong một cái lâu đài, một cái vị chư thiên rất là cao thượng, an vui tự tại. Thì cái lúc đấy, cái nhân đấy nó cũng sẽ khiến cho mình được sinh thiên giới, có các cõi thiên thần. Hoặc nhưng mà có những người thì lại nghĩ là tôi nhàm chán cả cái cõi người, tôi cũng chẳng muốn sinh về cõi trời làm cái gì cả. Cõi người này sinh ra thì cứ phải già bệnh chết, mà cõi trời sinh ra thì cũng phải chết đi chứ chẳng sống mãi được. Cầu mong sao cho tất cả những công đức tu tập giữ giới này, hành thiền này, xong trong tương lai con sẽ chứng đắc Niết Bàn. Thì cái công đức của cái sự giữ giới đấy nó sẽ thôi thúc, nó sẽ khuynh hướng cho mình tìm cầu đến cái đạo giải thoát chứng đắc Niết Bàn. Đấy là cái pháp của Đức Phật. Mình thực hành pháp và mình có cái khuynh hướng muốn, cứ mong muốn một điều gì thì cái điều đó nó thành tựu nhờ mình có cái công đức này, có cái công đức thực hành theo pháp. Đấy là cái pháp mà có khả năng hướng thượng. Vậy thì được cái tâm của mình nó hướng lên cái gì thì nó sẽ thành tựu cái đấy. Thế nào là người có trí sẽ giác ngộ? Người có trí sẽ giác ngộ, một cái yếu tố, cái ý nghĩa cuối cùng của giáo pháp này, được người trí giác ngộ. Người có trí giác ngộ giáo pháp này,
người có trí do học mà có trí, do suy luận mà có trí, do thực hành thiền tuệ mà có trí. Đây là cái người có trí. Trí do học, tức là mình có nghe pháp mình mới hiểu được đạo pháp. Chứ còn bây giờ cái người mà chẳng bao giờ đến chùa nghe pháp mà cần chứng ngộ giáo pháp không, có muốn chứng đắc được đạo quả không, thì làm sao mà có. Người ta phải nghe pháp, đấy là cái cơ bản đầu tiên, là phải nghe pháp hoặc là phải nghiên cứu Phật pháp. Cái trí đấy gọi là văn tuệ, cái tuệ được người có trí. Người có trí mới giác ngộ được giáo pháp, tức là cái người có nghe pháp, có học pháp và suy luận về giáo pháp. Mình nghe xong rồi mình phải tư duy, cái trí của mình nó phải tư duy về giáo pháp đó. Tư duy tức là mình suy luận, mình ghi nhớ, rồi là mình phân tích, mình tìm hiểu xem là có những cái gì mà mình chưa hiểu thì mình phải đặt câu hỏi, mình phải tìm tòi, mình hiểu những cái giáo pháp một cách tuần tự, từ thấp đến cao, từ những cái giáo pháp cơ bản cho đến những cái giáo pháp thâm sâu. Cái giáo pháp của Đức Phật có những cái giáo pháp rất là sâu sắc, có những cái giáo pháp thì rất là căn bản, bình thường. Nhưng mà mình phải suy luận, phải suy tư duy để mình thấu suốt cái giáo pháp đấy. Gọi là cái giáo pháp này do suy luận, đó là tư tuệ. Và có cái giáo pháp do thực hành thiền tuệ, tức là khi mà mình thực hành thiền là một cái mức độ phát triển về trí tuệ cao nhất. Khi mà mình học pháp là cái trí tuệ căn bản nhất, mình nghe pháp là cái trí tuệ căn bản nhất. Khi mà mình có thể tư duy về cái giáo pháp đó, đó là cái trí tuệ bước lên một cái mức, ở cái mức trung bình. Khi mà mình thực hành thiền để mình phát triển cái trí tuệ giác ngộ thì đó là cái trí tuệ ở cái mức độ cao nhất, cao siêu nhất. Và có ba cái mức độ của trí tuệ như vậy, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Những cái bậc cái đây gọi là trí, loại trí thứ ba này mới có thể đạt đến sự giác ngộ. Tức là một người nghe pháp chưa chắc đã giác ngộ, một người sư tuy dư tư duy về pháp cũng chưa hẳn đã giác ngộ, nhưng một người có thực hành thiền tuệ, đó là tu tuệ, thì mình sẽ chắc chắn sẽ giác ngộ. Đây là cái trí như thế, trí thứ ba này sẽ đạt đến. Vậy người có trí sẽ giác ngộ, tức là người nào có thực hành thiền để phát triển trí tuệ giác ngộ, người đó sẽ giác ngộ. Đây này, mới có cái ân cái câu thứ năm này, phải chắc thăm quê đi ta tô vi du hi ti, người có trí sẽ giác ngộ. Người nào không nghe pháp, không tư duy về pháp, không thực hành thiền để giác ngộ, không thực hành thiền chỉ thiền quán thì người đó không thể giác ngộ. Còn một người có nghe pháp, có tư duy về pháp, có thực hành thiền chỉ thiền quán thì người đó sẽ dần dần đi đến giác ngộ. Thế nhưng mà bây giờ ở trong cái pháp nó xa với thời Phật lắm rồi, có cả chánh pháp cả tà pháp thì mình có phân biệt được. Khi gặp giáo pháp mình có phiên biệt được đây là chánh pháp tà pháp không? Có phải là chỗ nào cũng tuyên thuyết đúng chánh pháp được không? Phân biệt làm sao phân biệt được chánh pháp và tà pháp? Pháp diệt trừ được nhân sinh ra khổ nào chánh pháp, pháp không diệt trừ được nhân sinh ra khổ nào tà pháp. Trong khi mà bây giờ có rất nhiều pháp môn bây giờ mỗi người tuyên thuyết một cái cách khác nhau, trái ngược nhau. Thế bây giờ mình biết nghe ai, biết tin ai, hôm nay gặp cái ông này ông giảng cái này, mai gặp người khác ông giảng cách khác. Thế lúc đấy mình hiểu, mình biết tin ai đây, mình biết đâu là chánh đâu là tà. Thì bây giờ mình phải căn cứ vào cái gì mà diệt được nhân sinh ra khổ thì là chánh, không diệt được nhân sinh ra khổ thì là tà pháp. Thế nào là thực hành đúng pháp, thế nào là thực hành sai pháp? Trong khi mình thực hành pháp có khi mình đúng, có khi mình thực hành sai. Thế làm sao mình biết được mình đang thực hành đúng, làm sao mình biết thực hành sai? Thực hành theo bát chánh đạo giới định tuệ là thực hành đúng pháp, không hành theo bát chánh đạo giới định tuệ là hành sai pháp. Ví dụ bây giờ có người bảo là cứ nghe theo tôi tu tập theo một cái pháp này, chỉ cần lễ bái tốt, chịu khó siêng năng tụng kinh lễ bái, cúng bái, cầu xin thì là mình sẽ được an vui, sẽ hết khổ. Thì cái đấy là không đúng.
pháp mà đi vào tín ngưỡng lễ bái là cái pháp tà, pháp mà phải thực hành theo bát chánh đạo, theo giới định tuệ. Thế tức là một cái pháp nào đấy người ta dạy là cái bây giờ phải đi lấy, phải gom lại rất là nhiều chúng sinh, lấy máu, lấy thịt để tế lễ thần thánh. Đấy, cái pháp đấy là không không có giữ giới đâu, pháp đấy là phạm giới, sát sinh. Đấy, cái pháp mà không có hướng đến cái định tĩnh mà lúc nào cũng hướng đến cái động, làm cho cái tâm bị loạn lên là không có định. Cái pháp mà không đi đến giác ngộ bốn sự thật thì cái pháp đấy là nó không phải là trí tuệ. Đúng pháp của đại pháp. Thế nào là sống như pháp, thế nào là không phải sống như pháp. Sống với pháp này, học pháp chưa phải là sống như pháp, giảng pháp cũng chưa phải là sống như pháp, mà người nào thực hành pháp thì người đó sẽ là người sống như pháp. Sống như pháp, sống như pháp, như thế nào là sống như pháp? Một người học pháp cũng chưa đáp ứng được cái sự là sống với pháp, giảng pháp cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu sống với pháp mà phải thực hành pháp thì mới gọi là sống như pháp. Nên là mình có học rất nhiều pháp, mình vẫn chưa nếm được vị của pháp. Một người học pháp nhiều và có thể trở thành pháp sư đi làm pháp, người đó vẫn chưa thấy được pháp. Chỉ có người thực hành pháp thì mới thấy được pháp, mới chứng ngộ được pháp. Vậy thì giáo pháp này quan trọng nhất là ở sự thực hành. Học thì vô biên bất tận, nó chỉ như cái muỗng mà múc canh chứ nó không nếm được vị canh. Có thực hành pháp thì mới có thể nếm được vị của pháp. Học pháp thì học những gì? Bây giờ nói là trong giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều pháp cần phải học. Bây giờ mình biết là học cái gì? Biết là học cái gì chưa? Đây là những cái cần phải học này. Học kinh, học luận và học luận. Ba cái này là mình cần phải học. Kinh hàng ngày, Đại Tạng Kinh ấy. Có năm bộ kinh, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ. Đây là những cái bộ kinh cần phải học. Những cái bộ giới luận là những cái luận cần phải học. Bộ luận vi diệu pháp là những cái luận cần phải học. Chân tan ra trên kệ sách này, kệ sách này với kệ sách trong nhà này, có cả kinh, cả luật, cả luận này. Đấy là những cái sách cần phải học. Đây, luôn đi diệu pháp màu xanh xanh. Luật là cái màu mà đỏ đỏ này. Còn cái tạng kinh ở trong nhà này. Đấy là ba cái tạng mà cần phải học. Pháp hành là hành những gì? Đấy là về pháp học. Pháp học là phải học ba cái môn đấy. Môn thuộc về kinh. Cái kinh ở trước mặt mình đây cũng là kinh. Một số bài kinh mình cũng cần phải học. Còn luật, cái luật mình cần phải học nữa. Còn đây là về pháp hành, thực hành cái gì thì gọi là hành này. Thực hành về giữ giới, thực hành về thiền chỉ và thực hành về thiền quán. Đây là những cái pháp mình cần thực hành. Ví dụ sáng nay mình thọ năm giới và mình giữ gìn năm giới đấy, không phạm. Mình về nhà mình cố gắng giữ, đừng để phạm giới. Thì đấy là mình đang thực hành pháp. Thực hành cái bước đầu tiên. Và hôm nay mình có thực hành thiền chỉ. Đây là mình, vậy là hôm nay mình đã thực hành được hai cái rồi nào. Còn cái thiền quán này có thực hành được chưa? Chưa thực hành được thiền quán. Khi nào đắc thì đến mới thực hành được thiền quán. Vậy thì cái pháp mà bình thường thực hành nó là ba cái này: giữ giới, thực hành thiền chỉ và thực hành thiền quán. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp đấy nó cũng là một cách mà đang phát triển về tuệ quán, tuệ giác. Nó cũng là một phần của pháp hành về trí tuệ. Vậy thì cái người phải có giữ giới, hành thiền, nghe pháp thì cái người đấy mới là người đang thực hành pháp. Pháp thành là thành những gì? Khi mà mình giữ giới, hành thiền để làm gì? Thực hành giữ giới, hành thiền để làm gì? Hành thiền được cái gì? Thì đây là cái pháp thành tín. Hành thiền sẽ có kết quả, không phải là không có kết quả. Vậy thì hành thiền sẽ dẫn đến cái sự chứng đắc, cái sự thành tín của cái pháp hành thiền. Đó là nhờ có hành thiền mình sẽ chứng đắc được bốn đạo quả này, là thành tín được đạo quả sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Một người mà thực hành pháp sẽ chứng đắc được bốn cái đạo quả này: sơ quả là quả dự lưu, nhị quả nhất lai, tam quả bất lai, tứ quả a la hán. Đây là người sẽ chứng đắc được các đạo quả này. Tụng kinh thì thuộc về pháp gì? Khi mà mình tụng kinh ấy,
thì nó thuộc về pháp gì? Pháp học hay pháp hành hay pháp thành tựu? Tụng kinh là thuộc về pháp học. Khi mình nghe kinh, mình tụng kinh nó thuộc về pháp học. Nghe pháp thì thuộc về pháp gì? Pháp học. Khi mình đang nghe pháp cũng là mình đang học pháp. Ngồi thiền là pháp gì? Ngồi thiền là pháp hành. Khi nào mình ngồi thiền là mình thực hành pháp. Sau khi thành đạo, Đức Phật nhập thiền quả với gốc cây Bồ Đề một tuần thì đó là pháp gì? Đó là pháp thành tựu, pháp thành. Có pháp học, pháp thành và pháp thành tựu. Như Đức Phật thì có phần phải giữ giới hành thiền như mình đúng không? Không, vì Đức Phật thành tựu rồi, cho nên Đức Phật chỉ nhập vào cái đạo quả thôi. Đức Phật là bậc đã thành tựu. Những người đắc đạo là những bậc đã thành tựu. Tụng kinh để cầu an cầu siêu là pháp gì? Thường thường mình có hay làm cái lễ này không? Cầu an cầu siêu này không? Thì đấy là pháp gì? Có hay tụng kinh để ghi nhớ và hiểu kinh thì đó là pháp học. Nếu mình tụng kinh để mà hiểu kinh thì nó là pháp học. Còn tụng kinh để cầu xin Phật ban cho những cái điều mình mong muốn thì nó là phi pháp. Thì thường thường là mình tụng kinh với cái mục đích gì? Cái mục đích là để ghi nhớ, để hiểu, để hành theo kinh. Hay là tụng kinh để cầu Phật ban cho những cái điều tốt đẹp, buôn may bán đắt. Cầu cái gì? Mình bị rơi vào cái thứ nhất hay cái thứ hai? Học pháp hay là phi pháp? Tụng kinh thuộc về tuệ gì? Tụng kinh là ban tuệ. Khi mà nói đến trí tuệ, khi mình tụng kinh nó tăng trưởng về cái tuệ văn. Văn tuệ có nghĩa là mỗi ngày cái tri thức của mình nó sẽ nhiều lên. Nghe pháp là tuệ gì? Cũng là văn tuệ. Nghe pháp cũng sẽ phát triển về văn tuệ. Thuyết pháp là tuệ gì? Thuyết pháp là tư tuệ. Bởi vì người thuyết pháp phải có tư duy. Hành thiền là tuệ gì? Hành thiền là tu tuệ. Nó có ba loại trí tuệ. Một là văn tuệ, hai là tư tuệ và ba là tu tuệ. Vậy thì cái lúc mà mình nghe pháp, mình tụng kinh là lúc ấy là văn tuệ. Khi mà mình giảng pháp cho người khác nghe thì đó là tư tuệ. Còn khi mà mình ngồi thiền thì đó là tu tuệ. Pháp học là để làm gì? Nếu bảo mình phải học kinh, phải đọc sách, phải nghe pháp. Nhưng mà mình học cái đấy để làm gì? Học pháp để biết sự thật. Học để biết mà. Có học mới biết chứ. Không học sao mình biết được. Học là để biết. Hành pháp là để làm gì? Học thì để biết, mà hành thì để thấy. Thấy sự thật. Biết rồi mới thấy. Mình không biết mình không thấy. Học như là bây giờ mình tìm hiểu cái bản đồ, rồi sau đó mình mới đi tìm cái kho báu. Bây giờ mình muốn biết có kho báu ở đâu thì mình phải đi tìm, có người hướng dẫn trước, nghe người ta hướng dẫn đi ra cái chỗ như thế, đi đào xuống bao nhiêu mét, về bên trái, về bên phải sẽ tìm được kho báu. Thì bây giờ mình học kinh cũng là như thế. Trong kinh sẽ dạy là mình phải thực hành như thế này, thực hành như thế này rồi sẽ chứng đắc được đạo quả giải thoát. Đấy là mình học để biết, và sau đó là hành là để thấy. Hành là giống như là mặt là người lên đường đi đào kho báu. Thì cái lúc đấy là thực hành là để thấy được sự thật. Pháp thành là để làm gì? Pháp thành là để lĩnh chi sự thật. Người mà giác ngộ được rồi, người đó sẽ lĩnh chi được sự thật. Biết sự thật thì có lợi ích gì? Khi mà mình học để mình biết sự thật thì biết rồi sẽ có lợi ích gì? Sẽ có niềm tin đúng. Khi mà mình có học mà hiểu được giáo pháp ấy, thì mình mới nó sẽ có một cái lợi ích, đó là mình có niềm tin đúng. Còn nếu mà bây giờ mình mà không hiểu thì mình hay có những niềm tin sai. Niềm tin của mình nó đặt đúng chỗ thì nó là niềm tin đúng, hoặc là niềm tin sai. Thấy sự thật thì có lợi ích gì? Thấy sự thật thì dứt được hoài nghi. Niềm tin đúng nhưng mà chưa chắc, nhưng cái niềm tin đó nó chưa chắc chắn.
nó đúng hơn, nó mình đôi khi mình có niềm tin với giáo pháp, nhưng mà cái niềm tin này nó chưa có vững chắc, có thể nó bị thay đổi. Nhưng khi nào mình thực hành pháp rồi mình thấy được sự thật thì cái niềm tin đó sẽ không bao giờ bị thay đổi nữa, không bao giờ bị thay đổi. Ví dụ bây giờ nói rằng là có cõi trời, có địa ngục, mình có tin không? Có thể mình tin nữa. Nhưng mà một năm nữa mình còn tin không? Chưa chắc. Một thời gian dài mình không nghe pháp là tự nhiên là cái niềm tin nó sẽ hết, cái tâm nó bị ảnh hưởng, chi phối tư tưởng khác đi. Thì lúc đấy mình lại khởi lên hoài nghi. Nhưng mà bây giờ mình thực hành thiền, mình đắc được thiền, mình quán được các cái cõi này, thì bao có mình có khởi lên hoài nghi nữa không? Ví dụ bây giờ có người người ta nói là hôm qua tôi đi đường tôi gặp ma, người ta nói vậy thì mình có tin không? Có thể tin nhưng mà cũng vẫn hơi nghi. Nhưng mà đến một ngày nào đó tự mình gặp ma rồi thì lúc đấy mình còn nghi nữa không? Hết hoài nghi. Bây giờ nói là có chư thiên, mình có tin không? Chưa chắc đã tin, cũng hơi tin thôi, nhưng mà tin nó còn rất yếu. Nhưng bây giờ mình thực sự mình thấy các vị chư thiên đó thì mình còn nghi ngờ nữa không? Hết nghi ngờ luôn. Thì cái thực hành pháp cũng vậy. Một người bây giờ mình chỉ dừng lại ở pháp học thì mình chỉ có niềm tin, mà cái niềm tin đó nó chưa có vững chắc. Nhưng mình có thực hành pháp, mình thấy được những cái sự thật đấy thì mình mới hết được hoài nghi. Cho nên Đức Phật bảo hãy đến để mà thấy, sao được Phật đến để thấy, thấy mới hết được hoài nghi. Chứ còn nếu mình chỉ nghe suông mình vẫn nghi, nhưng khi nào mình thực hành mình thấy rồi mình mới hết nghi. Nếu chi sự thật thì có lợi ích gì? Nếu chi sự thật thì mới thể nhập được trí tuệ, thể nhập được chánh trí. Còn pháp tục đế, thế gian nó có cái pháp chân đế, nó có pháp tục đế. Pháp tục đế là những pháp gì? Là những kiến thức thế gian, những luật lệ do thế gian quy định. Nó có hai cái pháp, một cái pháp về Phật pháp, một cái pháp về thế gian pháp. Thì những cái pháp về thế gian pháp nó gọi là pháp thế tục, hay còn gọi là pháp tục đế. Đó là những cái kiến thức mình học ở trên trường lớp, ở ngoài xã hội. Thì những cái pháp đấy là những cái luật lệ do thế gian quy định ra. Và bây giờ người ta quy định cái gì đúng thì mọi người phải tuân thủ theo và cho là nó là đúng. Bây giờ người ta quy định là đi đường phải đi bên phải thì người nào đi bên trái là sẽ bị phạt, người ta đi sai quy định. Nhưng mà bây giờ có những cái nước khác người ta quy định ai đi đường phải đi bên trái thì lúc đấy mình đi bên phải, mà nước tôi đi bên phải mà sao sang nước ông lại bắt đi bên trái, mà chúng tôi quy định như thế. Vậy thì thế gian người ta muốn cái gì là đúng là người ta tự quy định ra. Bây giờ chỉ mỗi người đàn ông chỉ được lấy một người đàn bà, anh mà lấy hai vợ hai chồng là sẽ phạm luật. Nhưng có cái nước người khác người ta quy định một người đàn ông phải lấy bốn người đàn bà, thì cái lúc này ai mà không lấy bốn người đàn bà phạm quy định. Đạo Hồi giáo ấy, người ta quy định một vị giáo sĩ phải lấy bốn người vợ, thì đấy là do quy định. Thế bây giờ cái luật lệ này là do thế gian, do cái phong tục, do cái văn hóa ở mỗi nơi quy định một cách khác nhau. Cái pháp thế gian là do thế gian quy định. Vậy còn cái giáo pháp của Đức Phật có phải do Đức Phật quy định không? Pháp chân đế, pháp chân đế, cái pháp của Đức Phật còn gọi là chân đế, là những quy luật của tự nhiên. Những cái pháp của Đức Phật không phải do Đức Phật chế định, không phải là do Đức Phật quy định ra, mà là Đức Phật đã thấy được, có cái trí tuệ và giác ngộ được cái sự thật này, nó chi phối ở trong tự nhiên, chứ không phải là do Đức Phật chế ra, không phải do Đức Phật quy định ra. Thế là nó có hai cái pháp khác nhau. Pháp thế gian là do người thế gian quy định ra, còn cái pháp mà Đức Phật giảng dạy là những cái chân lý, những cái quy luật của tự nhiên. Những cái quy luật này mà những cái người ở thế gian không có trí tuệ, không thấy, không biết. Đức Phật là người có trí tuệ, có thấy, có biết, nên Ngài giảng dạy cho chúng sinh thấy, biết để mà sống cho nó đúng với quy luật của tự nhiên, chứ không phải là Đức Phật chế định ra. Đấy là cái chân lý. Cho nên cái pháp này được gọi là chân lý là như vậy. Cái pháp này không bao giờ thay đổi là như vậy. Còn cái pháp thế gian thì có thể thay đổi được, thích thì thay đổi thế này, thích thay đổi thế kia. Còn cái pháp của sự thật, của quy luật của tự nhiên, người nào làm thiện thì người đấy gặp khổ đau, người nào làm việc ác
Người nào làm việc ác thì gặp khổ đau, người nào làm việc thiện thì được an vui, người nào không tu tập thì sẽ đi đến hạ điện, người nào có tu tập thì đi đến cao thượng. Đấy là cái quy luật của tự nhiên chứ không phải là do Đức Phật chế định ra. Đấy là cái pháp của Đức Phật. Pháp tục tế nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là tưởng chi, tức là những cái pháp thế gian là do con người tưởng tượng ra. Ví dụ bây giờ mình học tất cả những cái pháp học, một cái bài văn, một cái bài đọc bài kia là do cái trí của con người tưởng tượng ra. Ví dụ mình xem những cái bộ phim thì có phải là do những đạo diễn người ta tưởng tượng không? Mình đọc những cái cuốn sách mà người ta vẽ cái tranh chuyện này chuyện kia có phải là do tưởng tượng không? Xem Tây Du Ký có phải do người ta tưởng tượng không? Tất cả những pháp thế gian là do người ta tưởng tượng ra. Cho nên cái pháp thế gian là gọi là pháp tưởng chi, và là do cái suy luận, cái tưởng tượng của con người. Còn những cái pháp của Đức Phật được gọi là pháp chân đế, nó có cái ý nghĩa là tuệ chi. Cái pháp này không phải do Đức Phật tưởng tượng ra, mà là do Đức Phật có trí tuệ, thấy được nó, tuệ chi được nó, quán chiếu được nó. Cái pháp tuệ chi và pháp tưởng chi nó khác nhau. Pháp tục đế có bao nhiêu pháp? Tục đế thì có vô số pháp, vô số pháp môn, vô số cái kiến thức, vô số cái học thức. Còn pháp chân đế thì có bao nhiêu? Pháp mà Đức Phật dạy về pháp chân đế chỉ có 4 pháp: tâm, tâm thuật, sắc pháp và niết bàn. Cái pháp mà chân đế thì có thế, không có nhiều. Thế bây giờ có biết là còn bao nhiêu ân đức pháp không? 6 ân đức pháp á. Cần nhớ, khi nhớ đến pháp thì cần nhớ 6 ân đức pháp. Xuất pha tôn là gì? Pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn hảo. Sanhithiko là thiết thực, hiện tại không có thời gian, đến đền mà thầy có khả năng ứng tượng được vị trí giác thiệt. Đây là 6 ân đức pháp. Đây là hết cái bài về pháp. Còn đến buổi sau mới học về nội dung của từng bài pháp, về các sự thật của pháp. Còn bài này hết ở đây. Người hồi hướng, người chia phước.